Em xin chào anh chị và tất cả các nhà đầu tư. Chào mừng anh chị và tất cả các nhà đầu tư đã đến với kênh Nhà Đất Quy Danh. Hôm nay là ngày 26 tháng 6 năm 2021. Em có tới xã Tân Hưng thuộc huyện Bình Tân của tỉnh Vĩnh Long để review cho anh chị và tất cả các nhà đầu tư một cái bất động sản. Hiện thời là đang làm lúa nước, đất sản làm lúa nước anh chị. Cái bất động sản này trong bán kính ấy, những cái tiện ích xung quanh cái bất động sản này đó là chẳng hạn như là các ủy ban nhân huyện Bình Tân và trường học cấp 1, cấp 2 rồi chợ, rồi siêu thị, điện máy xanh và quốc lộ 54 trong bán kính là 6 km nha anh chị. Kính 6 km. Rồi thì bây giờ em sẽ cập nhật đây tạo cái miếng đất cho anh chị và tất cả nhà đầu tư mình cùng nhau tham gia và tìm hiểu luôn ha. Thì đây, cái bất động sản của mình là bắt đầu từ cái ranh này nha anh chị, từ cái ranh này đây, từ cái ranh này anh chị đi sâu vô đó, đi thẳng vô luôn nha anh chị. Miếng đất này là hai mặt tiền, là để em coi cái sổ cái. Là 240m nha anh chị. 240m. Và mình chỉ tính ở dưới ruộng thôi nha, chứ không có tính là cái wheel xe hai bánh này nha anh chị. Đây anh chị. Đây là 240m. Thì mình đi ngang qua đây là 40m, đi ngang qua đó 40m. Và mình đi ngang đi ngược trở đây là 240m. Rồi đi về đây là 40m. Miếng đất vuông trăng nha anh chị. Thì cái miếng đất này đó là hai đầu của nó là y như vậy luôn nha anh chị, bên kia cũng y như bên đây luôn. Thì bên kia cũng một cái wheel kinh và cái đường xe hai bánh, thì bên đây cũng một cái wheel kinh và một cái đường xe hai bánh. Thì cái bất động sản này thời hai bên đây nè chị xem nè, nó thì đầu bên kia thì chủ cũng đã trồng nó có mấy chục cây gốc mít đó nha anh chị, thì bên đây cũng có mấy chục gốc mít luôn, thì cũng sắp có trái rồi anh chị. Giờ một Covid làm ăn không có được nên chủ người ta vướng cái nợ ngân hàng á, nên người ta kêu người ta bán gấp. Thì tổng cái diện tích của cái miếng này để em coi sổ. Gần 10.000 mét vuông nha anh chị, 9.600. Đó có nghĩa là 10.000 mét vuông đó. Rồi, bây giờ em sẽ cập nhật cái giá chính chủ cho anh, cho anh chị và tất cả các nhà đầu tư mình cùng nhau tham gia và tìm hiểu luôn ha. Thì cái giá của chủ đó người ta kêu đó là 100 triệu cho 1.000 mét vuông. Thì miếng đất này khoảng tỷ đổ lại nha anh chị, khoảng 1 tỷ đổ lại là anh chị được sở hữu cái bất động sản hai mặt tiền này nha anh chị. Tính ra cái mặt tiền ở đây là 40m, thì cái mặt tiền bên kia là 40m, là hai cái mặt tiền này là hai miếng đất này tổng cộng là 80m mặt tiền, được hai cái mặt tiền nha anh chị. Nó gần 10 công đất, gần 10.000 mét vuông. Rồi bây giờ em sẽ đi từ cái ranh này qua đây cho anh chị và tất cả các nhà đầu tư cùng nhau tham gia tìm hiểu ha. Đây đó. Ở đây có cái đường nước vô ra để mình làm ruộng luôn nè anh chị. Miếng đất này có thể là nấu cơm được nha anh chị. Rồi đây, đây anh chị, ở hai bên thì người ta cũng trồng khoai hết trơn đó anh chị nào. Thì chủ đất người ta nói là nếu như anh chị mà mua, anh chị nào mua rồi đó mà không có làm nông được đó, thì cho người ta thuê, người ta sẽ thuê lại để người ta làm trồng trồng rẫy anh chị, trồng khoai, trồng ớt đồ đó. Trước đây người ta cũng trồng ớt, bây giờ nhổ ớt xong rồi. Bây giờ em chụp thu mát tổng cái diện tích tổng quan cái miếng đất này cho anh chị và tất cả nhà đầu tư mình cùng nhau tham gia tìm hiểu ha. Từ Google Maps chúng ta chụp xuống nhìn miếng đất hai mặt tiền của mình nó vuông trăng đúng không anh chị? Rồi. Rồi. Rồi bây giờ em sẽ cập nhật cái hướng đất
là cho anh chị và tất cả các nhà đầu tư mình cùng nhau tìm hiểu luôn ha. Thì cái hướng của mình là hướng Đông Nam và luôn cả cái hướng Tây Bắc luôn nha anh chị. Thì cái đất của mình ha, mặt tiền thì nó là một mặt á là hướng Đông Nam, còn một mặt là hướng hướng Tây Bắc nha anh chị, hướng Tây Bắc. Kênh nhà đất Quy Danh nhận ký gửi nhà đất sẽ yêu cầu anh chị và tất cả các nhà đầu tư nào muốn tìm bất động sản hoặc bán bất động sản theo ý của mình thì cứ gọi cho em qua số điện thoại trên màn hình, em sẽ là nhận cầu để tư vấn và kết nối với chị mua nhanh bán lẻ luôn ha. Rồi thì bất động sản này chỉ có như vậy thôi. Anh chị và tất cả các nhà đầu tư nào quan tâm thì nhanh tay nhấc máy lên gọi cho em qua số điện thoại trên màn hình, em sẽ là nhịp cầu để tư vấn và kết nối cho anh chị nào muốn sở hữu bất động sản này. Anh chị nào chưa đăng ký kênh hoặc mới xem kênh, nhớ đăng ký để nhận được video sớm nhất, nhanh nhất và chọn cho mình một bất động sản dễ nhất. Nếu anh chị thấy hay hoặc yêu thương kênh Nhà Đất Quy Danh thì tặng cho em một nút like để ủng hộ hoặc cho em xin một lời bình luận ở comment bên dưới. Mọi ý kiến của anh chị và tất cả các nhà đầu tư đóng góp, em sẽ lần lượt phản hồi một cách sớm nhất. Em xin hẹn gặp lại anh chị và tất cả các nhà đầu tư vào video sau.